Một chiếc xe không kinh doanh taxi, không chạy dịch vụ, kể cả đến dịch vụ gia đình cũng không chạy các bác nhé. Tư nhân một chủ từ mới đây, số sàn 2016 này. Anh chia sẻ với em rằng đây là chiếc xe chỉ một mình anh cầm vô lăng thôi. Vì bà xã nhà anh không có biết đi số sàn, cũng không đi được 7 chỗ. Anh muốn đổi xe lên chiếc Tucson gầm cao, đời cao cho bà xã nhà anh đi. Thì các bác ơi, một chiếc xe không kinh doanh một ngày dịch vụ nào. Thật sự là zin đẹp toàn xe, hơn thế nữa là còn màu vàng cát các bác nhé. 2016 số sàn giá chào bán là 438 triệu bao gồm phí rút hồ sơ. Đèn halogen siêu sáng, có đèn gầm đầy đủ cho em. Đấy, lốp lắp khá là dày, phanh ABS chống bó cứng an toàn đến cái la răng. Mặc dù là xe cũ 2016 nhưng không hề có một cái vết xước luôn. Gương kính em cam kết cho các bác luôn là liền đời hết thôi xe. Xin nhan trên gương này, từ tay nắm cửa cũng sáng choang này. Keo chỉ đây, tất cả keo chỉ nguyên bản theo xe, từ cái bấm đinh tán này, đấy các lốt thoát thoát nước này. Quay chi tiết cho các bác nhà mình, gương kính cục chỉnh lốc khóa cửa này. Em này thì lên được cả màn hình này, cam lùi, cam hành trình rồi. Đây, màn hình to, quad car nhé. Và điều đặc biệt là cái vô lăng các bác nhìn này. Khi xem xe tổng thể, các bác có thể nhìn được tất cả như là ốc này, bấm đinh tán này, nhưng các bác đừng bỏ qua vô lăng. Nếu như vô lăng mà dùng nhiều thì nó sẽ mòn và bóng, không hề được sần đẹp này đâu ạ. Đấy, tất cả tổng quan quá đẹp, trần lỉ zin, ghế da zin, củ số phanh tay các bác nhìn được siêu chất lượng luôn. Toyota Innova 2016 xe tư nhân gia đình một chủ từ mới, chào bán cho bà con cô bác nhà mình. Đi dịch vụ thì quá là ok rồi, đi gia đình thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Bấm móc đinh tán này, keo chỉ này đầy nguyên bản cho em. 8 chỗ ngồi số sàn của Toyota Innova đây. Đấy. Hàng ghế thứ 3 không ngồi đến các bác, gọn gấp gấp gọn lên là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng, ngồi đủ 8 người hạ xuống, điều hòa mát này. Em này khác so với những dòng xe 7 chỗ khác, nếu như 7 chỗ khác chỉ có 2 vùng điều hòa thôi thì em này 3 vùng. Tức là ngồi hàng ghế nào các bác cũng mát, nên là yên tâm các bác nhé. Các bác đừng sợ là hàng ghế đầu với mát mà hàng ghế sau lại nóng, không có cho đấy đâu ạ, vẫn có điều hòa bình thường. Ốc này, đấy, lắp cabo bấm đinh tán này, keo chỉ zin nét cho em ạ. 2016 tư nhân một chủ từ mới Toyota Innova 2016 đây. Cảm biến phía sau, 4 mắt cảm biến bản e đủ của số sàn các bác nhé. Màu vàng cát với lốp lắp cực kỳ dày luôn. Để lại số điện thoại iBook trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em Hương sẽ tư vấn cho các bác nhà mình về chiếc xe Toyota Innova này, bao trách hãng toàn quốc cho các bác nhà mình luôn các bác nhé. Yên tâm tuyệt đối về chất lượng xe, chủ mã này, cam kết cho các bác nhà mình không đâm xô, không ngập nước, không kinh doanh taxi dịch vụ, không chạy dịch vụ gia đình. Xe tư nhân chuẩn chỉ, giá chào bán 438 triệu bao gồm phí rút hồ sơ. Em cam kết nhé, các bác thời điểm này đi mua nhé, không mua được chiếc đẹp thứ hai đâu. Vì Innova, Vios cũng như i10 ít hay nhiều đều có kinh doanh dịch vụ. Để kiếm được một chiếc xe không taxi, không dịch vụ, bọn em Hương cũng phải kiểm tra rất là kỹ rồi. Rất là có duyên mới mua được em nó nhé. iBook trực tiếp cho em ạ, 0354602790. Toyota Innova 2016, một chủ máy zin xe gia đình.